xin giới thiệu. Đây là tài liệu thu thanh về nhạc tài tử miền Nam. Bắt đầu là bài Tây Thi Quảng do nhạc sĩ Sáu Tửng đọc tấu. Trước khi đờn bài Tây Thi Quảng, nhạc sĩ sẽ dạo một đoạn. Tiếp theo, nhạc sĩ sẽ cho biết 2 giây đã lên như thế nào. Và đây là bậc hò. Bắt đầu nhạc sĩ chơi bài Tây Thi Quảng. Thank you.